À, clip này thì mình xin giới thiệu một cái cách mà để hiển thị các ưu tiên trên cái tường của mình. Thì các bạn có chơi Facebook thì các bạn có thể để ý là nếu mà bạn bè cũng chúng ta nhiều trên cái thanh này, nhiều khi sẽ để mất những cái thông báo hoặc là những cái bài đăng của các bạn bè của chúng ta. Thì để tạo cái chế độ ưu tiên cho cái bài đăng của các bạn của chúng ta thì chúng ta có thể làm như sau. Chúng ta vào phần bạn bè này, phần khác này, chúng ta vào bạn thân hay gì đó. Đây, ở trong này chúng ta tạo một cái danh sách các bạn mà chúng ta có thể tạo ưu tiên. Ở đây thì chúng ta có thể chỉnh danh sách hoặc là thêm. Đây thì mình tạo một danh sách rồi và có thể chỉnh danh sách. Đây các bạn thân của mình và các bạn trong gia đình thì vẫn có thể thêm. Ở đây thì và xem gợi ý khác này, giống như là đây mình có thêm mấy người bạn này, thêm vô thì các bạn người bạn nào mình thân thiết thì mình có thể cho vô cái danh sách này để nó không bỏ qua các cái trường hợp mà mấy bài đăng mà mấy các bạn mình đăng lên. Các bạn có thể tìm 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 ở đây và thêm vào. Đây rất là nhiều các bạn nào mà thấy. À, rồi sau khi mà các bạn thêm mấy cái người bạn chúng ta vô thì chúng ta có thể thấy được là các cái thông tin của người bạn sẽ được ưu tiên ở trên này, giống như đây mình có thông tin của anh này đó, và cái thông tin của em này sẽ được đánh dấu sao này, chúng ta dễ nhận biết và nó cứ ưu tiên hơn trên cái tường hiển thị của chúng ta. Đấy. Này thì ở đây thì chúng ta không bỏ qua những cái tin tức mà các bạn mình đăng lên thì nó rất là tiện lợi. Các bạn có thể xem làm theo. Rồi xin hẹn lại các bạn ở clip sau nhé. Cảm ơn các bạn.